năm bên nhau, không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trầu. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày anh ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu mà anh. Đừng buồn đừng đau đừng lo, có anh đây mà anh hiền, bà anh không có em có chi lo. Anh sẽ đưa em về làm dâu miền Tây, quên hết âu lo ta sống vui mỗi ngày. Anh sẽ đưa em về làm dâu miền Tây, má anh quá em rồi anh không cưới em anh làm sao. Anh là đê đô thành, em là dâu miền Tây, hai ta sống bên nhau quên hết bao muộn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, lại anh nói nghe nè anh thương em lắm đó mình ơi. Chốt nha, yêu đương cho lắm rồi bụng chia tay à. Gặp đã là duyên, thôi mình sẽ cái phận, bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em, ba chưa dễ ẹt, ai nói mà không được. Như anh nè, lấy anh hôn, chầu cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành. Xe hoa váy cưới, dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới nào là rượu hồng. Này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi. Vui cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi. Cổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi rôn rang ngày thành hôn của đôi ta. Cô chú bác chị sau ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì tới bên anh em ơi, thôi chết tôi rồi. Vợ ai đẹp vậy ta ơi, đẹp chứ thật hả. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên xóm dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui qua chừng. Về là về bên anh có cánh đồng xanh, có cả tình anh nguyện một lòng này yêu em mãi. Anh sẽ được em về làm dâu miền Tây, quên hết âu lo ta sống vui mỗi ngày. Anh sẽ được em về làm dâu miền Tây, má anh khoái em rồi em không cưới em anh làm sao. Anh là đê đô thành, em là dâu miền Tây, hai ta sống bên nhau quên hết bao muộn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, lại anh nói nghe nè anh thương em lắm đó mình ơi. Anh sẽ được em về làm dâu miền Tây, quên hết âu lo ta sống vui mỗi ngày. Anh sẽ rước em về làm dâu miền Tây, má anh khoái em rồi anh không cưới em anh làm sao. Anh là đê đô thành, còn em là dâu miền Tây, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, lại anh nói nghe nè anh thương em lắm đó mình ơi.
dễ. Em cứ chỉ mà lo xa, có chuyện gì khó thì tụi mình cứ cho qua. Vì cái tính em hiền, đẹp người còn đẹp nết, nếu mà chuyện trong nhà cứ để anh lo nha. Đâu cần hứa gì xa xôi, cần tìm má anh qua thôi. Chịu cho chúng mình nên đôi là trời ơi, nó đã mình là nhất trên đời. Em cứ việc yên tâm, anh hứa sẽ không là vui vẻ ăn mì khi em nấu cơm sống. Và anh hứa sẽ cùng em rửa từng cái chén rồi đi làm về sớm, không để em trông ngóng. Từ giờ tiền của anh là của em, tiền của em là của em. Anh chỉ cần làm về thế em chờ trước cửa là muôn phiền tan biến, đâu cần gì nữa em. Mới sớm ra đường bắt gặp anh hay đứng nhìn, nhìn liếc mắt đưa tình làm em mấy phen giật mình. Giờ đôi ba câu nói anh làm tim em bồi rồi, chẳng lẽ em đã say say anh rồi. Tuổi đôi mươi em chưa muốn phải theo anh ngược xuôi, mà mỗi lần em không có anh kề bên em không được vui. Giờ đây em không biết con tim em nó đang sao, hay là mình lỡ phóng trong. Em đã giao lòng anh để hai con tim sưởi ấm, tình em như cây lúa xanh yêu những cánh đồng quanh năm. Giờ đây em nói trước em không phải như con người ta, em yêu như một nhành hoa mà em không có biết làm việc nhà. Mà thiệt anh rất có phước, chẳng một bước em có người rước. Cũng may là anh sang suốt tìm đường giao tim em anh ở luôn.
anh thương em rồi. Đêm đêm trong đứng trong ngồi, tương tư chưa dám ngỏ lời, sợ làm phiền lòng em lắm em ơi. Hay mai sang nhà mang theo mầm bánh mâm trà, khoanh tay gật đầu thưa má ba từ đây đẹp tinh thần. Là công ty đầu tiên cho phép Giang Khiêm sẽ được phép thay lời cho tập thể thiết bị khách quý đang hiện diện cũng như là có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay sẽ được gửi đến với đội ngũ đó chính là cô Lê Huyền Trân và chú rể Thanh Bình với lời chúc mừng trăm năm hạnh phúc. Và chúng tôi cũng sẽ được phép thay lời thực thể gia đình chủ hôn họ nhà gái ngày hôm nay, ông Trương Văn Trích và bà Trương Thị Linh, thay lời ngôn nói của âm thanh ánh sáng Bình Trí sẽ được gửi đến tất cả các vị khách quý chúng ta với lời chúc sức khỏe thành đạt và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, và xưa nay hôn nhân chính là chuyện của muôn đời, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó chính là quy luật của tự nhiên mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi con người của chúng ta. Và để rồi chợt thèm hơi ấm vòng tay, lòng dân khao khát có ai thương mình, làm sao sống khỏi cần tình, làm sao sống để trái tim mình không yêu. Và thưa tập thể thiết bị, người ta vẫn thường nói đến tình yêu như những gì đẹp nhất và đáng trân trọng nhất. Và tình yêu là một thế giới mênh mông mà con người ta sẽ phải đi tìm một nửa hạnh phúc còn lại của riêng mình. Và trong những ngày tháng tươi đẹp để đi tìm hạnh phúc đó, thì cô Lê Huyền Trân và chú rể Thanh Bình đã chợt nhận ra một điều thật là đáng yêu rằng em còn son, anh cũng còn son, và ước gì ta được làm con một ngày, để rồi anh thì làm rể, còn em về làm dâu. Và thưa tổng thể thiết bị, và niềm mơ ước đất ngày hôm nay đã trở thành hiện thực với Đào Huyền Hương khi được sự tác hợp và giúp đốc từ phía gia đình tộc họ nhà gái và gia đình tộc họ nhà trai cũng đã chính thức cho Đào Huyền Hương cùng nhau tiến được ngược cơ hôn nhân. Và chắc có thể là giờ đây thì em cũng sẽ không để cho tất cả những chúng ta đợi cho lâu hơn nữa. Ngay giờ này, xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt về cổng hạnh phúc và chúng ta cùng chào đón với hình ảnh hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Đó chính là hai nhân vật chính, cô dâu Trương Huyền Trân và chú rể Phan Thanh Bình. Xin được mời cô dâu chú rể cùng gia trình quyền sân khấu. Và kính thưa quý vị, quan khách thân mến, trời đã định xây dựng người lửa, cho muôn người anh lựa chọn em, là duyên là nợ an bài, tân hồng sẽ khách chúng mình bên nhau. Và thưa quý vị, và rộng ràng hôn lễ người khen ngợi, gái sắc trai tài thật xứng đôi. Và ngay giờ đây thì hiện diện cũng là có mặt trên sân khấu, đây chính là Đào Huyền Hương hạnh phúc nhất, rạng rỡ nhất. Hai người chính là lý do mang tất cả quý vị đến với hôn trường hạnh phúc ngày hôm nay. Và giờ đây để đáp lại những tấm chân tình nồng nhiệt của tất cả quý vị, xin được mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ có hai lễ cúi đầu để thay cho lời chào và lời cảm ơn. Lễ cúi đầu thứ nhất xin được mời cô dâu và chú rể chú ý cúi đầu. Và lễ cúi đầu thứ hai xin được mời Đào Huyền Hương chú ý cúi đầu. Một tràng hôn tay nữa ha, để cùng chúc mừng hạnh phúc trong năm cho Huyền Trân Thanh Bình được không ạ? Và cảm ơn những tràng hôn tay của quý vị đã là những lời chúc mừng hạnh phúc tuyệt vời nhất để gửi đến cho Đào Huyền Hương trong ngày trọng đại hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và Đào Huyền Hương cũng như là cô Đào Huyền Trân có được niềm vui và niềm hạnh phúc trọn vẹn mỹ mãn như thế này thì không thể nào không nhắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục của các đấng sinh thành, đó chính là bậc làm cha và làm mẹ. Và thưa quý vị, giờ đây thì chắc là xin được trân trọng kính mời tiến về sân khấu danh dự ngày hôm nay vì phía đại diện chủ hôn họ nhà gái, và xin được trân trọng kính mời ông Trương Văn Trích và bà Trương Thị Linh là song thân của cô dâu Huyền Trân. Về phía tập họ nhà trai thì chắc có lẽ là buổi tối ngày hôm nay trong buổi lễ chiêu đãi cho ngày lễ yêu quý diễn ra được vào ngày mai, thưa quý vị, thì họ nhà trai chúng tôi mới đến được, vì thế nên trong buổi tối ngày hôm nay thì xin được hết vắng mặt. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, và giờ đây thì với hai nụ cười rất là mãn nguyện hạnh phúc của những bậc làm cha làm mẹ khi đã chứng kiến người con thân yêu của mình ngày hôm nay trưởng thành và xây dựng hôn nhân. Kính thưa quý vị, và bao ngày đẹp nhất hôm nay nên tình nên nghĩa nên duyên vợ chồng, hãy bên cha mẹ thuận lòng để cho đôi trẻ trọn đời bên nhau. Và ngày hôm nay đây cũng được sự tác hợp thuận tình từ phía gia đình của ông Trương Văn Chiết và bà Trương Thị Linh đang cư ngụ ấp Tân Phú, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Kết tình thông gia với phía gia đình họ nhà trai đó chính là ông Phan Thanh Như và bà Nguyễn Thị Hồng Anh đang cư ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Tân, Châu Thành, Đồng Tháp, thưa quý vị. Và ngày hôm nay đây thì chắc có lẽ là xin được đại diện từ bên phía gia đình, đại diện trong phía gia đình, thưa quý vị, chủ tiệc ngày hôm nay thay lời cho cô dâu và chú rể. Và theo cái thông thường á thì trong những ngày vui và những buổi tiệc trọng đại như thế này, dạ thì tất nhiên là bên gia đình cũng sẽ có đôi lời thưa chuyện cùng với tất cả quý vị chúng ta, đúng không ạ? Dạ, tuy nhiên thưa quý vị, cái niềm vui đó đã được nâng lên nhiều lần và cái niềm hạnh phúc đã được chào dân thì rõ ràng là có nhiều điều muốn nói lắm.
mà thố không thành lời thì được sự cho phép từ bên phía gia đình xin được 100.000 lần. Dạ cảm ơn quý vị đã đến chung vui trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và nếu như mà nó có cái từ nào dạ nó hay hơn, nó đẹp hơn, nó lễ độ hay từ cảm ơn thì cũng xin được chuyển lời từ phía gia đình cũng gửi đến cho quý vị 100.000 lần như thế. Dạ thôi thì bây giờ để đón nhận cái lời cảm ơn từ quý gia đình chúng tôi, chúng ta hãy cùng dành tặng thêm một trọng tay nữa để cùng chúc mừng sức khỏe cho tất cả chúng ta ngày hôm nay được không quý vị nào? Dạ cảm ơn những tràng pháo tay đón nhận và tất cả quý vị đã dành tặng cho gia đình chúng tôi rất nhiều. Và chắc là để mở đầu cho ngày tiếp ngày hôm nay thì quý vị cũng như là hướng về cội nguồn cũng như là thể hiện lòng hiếu kính của con trẻ đối với công ơn sự thành dưỡng dục của cha và mẹ. Xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng kính dâng hai đầy đủ hạnh phúc lên cho cha và mẹ nhân ngày trọng đại hôm nay. Và giờ đây xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng kính dâng hai đầy đủ hạnh phúc lên cho cha và mẹ ngày hôm nay. Và bên cạnh bên đó thì xin được thay lời gia đình ngày hôm nay mời tất cả các khách ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chuẩn bị những ly rượu nghĩa tình ngày hôm nay. Ai có rượu thì bằng tiền chúng ta hãy rót vào ly đi quý vị. Ai không có rượu mình thay bằng trà đá và chúng ta hãy cùng nâng ly đi cùng chúc mừng cho ngày trọng đại hôm nay từ bên với gia đình. Ly đâu nào? Chúng ta cùng nâng ly với gia đình của chúng tôi. Sao mà thính điểm kem được không ạ? Ly đâu? Lý đâu nào xin được mời 3, 2, 1 xin mời. Dạ vô. Và thưa quý vị và ly rượu tràn đầy hạnh phúc kính dân chúc phúc mẹ cha vì con cha mẹ chống già ân sâu nghĩa nặng luôn là biển đông. Cảm ơn cha và mẹ rất là nhiều đã có công nuôi dưỡng sinh thành cho cô dâu Huyền Trân vào ngày hôm nay đã xây dựng hạnh phúc cho người con gái đang yêu của mình đi vững đi mãi chỉ cần hạnh phúc hôn nhân. Chúc cho phía ông bà chủ hôn nhà gái sẽ có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và bên cạnh đó sẽ có nhiều lời hay đẹp để vun đắp tình yêu của đôi trẻ hôm nay. Dạ, giờ đây xin được mời gia đình mình trở về vị trí. Dạ, mình tiếp tục việc chiêu đãi đây. Dạ, dạ nắm tay lên nhau đi sớm cho con. Dạ. Dạ thưa quý vị, vừa rồi thì cũng đã chứng kiến với khoảnh khắc một cô dâu và chú rể cũng đã kính dâng những ly rượu hạnh phúc lên cho cha và mẹ ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì cùng với sự nâng ly chúc mừng của tất cả quý vị, xin được mời cô dâu và chú rể tiếp theo sẽ cùng khai rượu tình yêu. Dạ hoa khai phú quý giàu sang, rượu khai tình nghĩa thiết chàng trong năm và men nồng kết nghĩa to khăn sắc son sấm tựa đã bàn trong năm. Đây là trình sản phẩm hạnh phúc lúc này đây. Cô dâu Huyền Trân và chú rể Thanh Bình để cùng rót rượu rót đầy những ly rượu tình yêu đang đong đầy trên thắp ly hạnh phúc. Và như để muốn nói lên rằng tình yêu của họ sẽ mãi luôn đong đầy và không bao giờ vơi cạn. Và chung tay rót hết rượu tình, vỗ tay vỗ nhạc xin đừng quên của chú rể Thanh Bình đến trường phố mà cô dâu Huyền Trân đã chọn làm thân. Và thưa quý vị, thắp rượu hồng ngày hôm nay chúc quý vị chuẩn bị cho đôi nguyên hơn. Qua những dòng rượu hồng đang tuôn chảy trên thắp ly, đó cũng tượng trưng cho hai dòng máu đỏ cùng tuôn chảy vào hai trái tim yêu. Và ta hãy giữ cho tình yêu chung thủy để đôi mình mãi mãi bên nhau. Qua chai rượu tình yêu ngày thứ hai hôm nay cũng mang ngụ ý rằng trên con đường hôn nhân xây dựng hạnh phúc gia đình. Mẫu tranh tình yêu rất là đẹp và lãng mạn ngày hôm nay thưa quý vị. Và bên cạnh đó có sự chứng kiến của tất cả các vị khách quý chúng ta đã đến đông đủ với tiền gia của gia đình chúng tôi trong buổi tiệc ngày hôm nay. Thôi hai bạn sẽ cùng nhau chung tay nhau xây dựng cho mình một mái ấm gia đình hạnh phúc giống như là những gì hai bạn đã cùng chung tay nhau thực hiện trên sân khấu nhân ngày trọng đại hôm nay ạ. Và chúng tôi cũng xin được chúc cho tình yêu của đôi nguyên ngân sẽ mãi ngọt ngào như là hương vị của chiếc bánh cuối trong ngày hạnh phúc. Và giờ đây họ cũng đã trao cho nhau hương vị ngọt ngào của chiếc bánh cưới hạnh phúc hôm nay. Thưa quý vị, hãy cùng trở về trung tâm chính giữa sân khấu một lần nữa để chuẩn bị với một nghi thức tiếp theo đây, đó chính là nghi thức uống rượu hợp cẩm giao bôi. Dạ,
Và giờ đây xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng chuẩn bị. Hãy cùng nâng ly nhau và hãy cùng trao cho nhau ly rượu, giao bôi ly rượu hẹn thề. Xin được mời Đỗ Nguyễn Ương. Đó cũng như một lời hẹn ước trăm năm cho cuộc sống hôn nhân. Và chúc cho tình yêu của Đỗ Nguyễn Ương sẽ luôn lửa ấm, tình nồng và trăm năm hạnh phúc. Và đến giờ phút này thì hiện diện trên sân khấu thì vẫn còn mãi hai người hạnh phúc nhất và đẹp đôi nhất. Trời ơi, em chưa kêu quay lại không chân là tính hung rồi đó không? Dạ thưa quý vị. Và ngày hôm nay đây thì Đỗ Nguyễn Ương đã chính thức chinh phục được ngưỡng cửa của tình yêu. Bên cạnh đó được sự chứng kiến của quý ông bà cô bác cùng như là sự chấp thuận của thân tộc hai họ ngày hôm nay thưa quý vị. Hôm nay đây thì xin được mời chú rể chúng ta sẽ dành tặng cho vợ của mình là cô dâu Quyền Trang một nụ hôn trước sự chứng kiến của tất cả quý vị. Dạ xin được mời cô dâu và chú rể mình cùng chuẩn bị. Và bên cạnh đó thì thôi thì bây giờ, dạ thưa quý vị, ngày xưa pháo nổ đùng đùng, bây giờ hỏng pháo đi sao? Mình xài pháo tay và sau ba tiếng đếm gây một đằng quý vị hãy cùng dành tặng cho cô dâu Quyền Trang chú rể thân mình một tràng hoa tay thật nồng nhiệt để cùng thay cho tiếng pháo chúc mừng hạnh phúc trăm năm. Xin mời 1, 2, 3 xin mời. Và giờ đây thì ngọn lửa tình yêu đã thắp sáng lung linh, chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu Quyền Trang chú rể thân mình. Một lần nữa chúng tôi xin được phép thay lời cho những người thực hiện chương trình, thay lời cho tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay, chúc cho Đỗ Nguyễn Ương duyên cầm vững bền theo năm tháng, nghệ hát tàu thang hạnh phúc đến muôn đời. Và xin chúc mừng. Rồi ok được rồi. Và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng trở về vị trí phía bàn tiệc và chúng ta tiếp khách ngày hôm nay ạ. Nếu mà mình thương nhau thật lòng người ơi, mâm chầu buồn cao sẽ dây tơ hồng thành đôi. Cho dù ngày sau đời còn nhiều đổi thay, lòng này nguyện không nói hai lời, một mình em thôi. Anh thương là thương em nhất nha, thương rồi là không tắt xa, luôn cho che cho em dù mai này gian khó hay sang giàu. Bên cạnh anh xin chớ lo, mưa dầm hay là nắng to, đã có đôi tay này dâng cao ôm lấy em đây người ơi. Thương là thương em mãi thôi, mong ngày sau ta có đôi, anh hứa không thay lòng, một đời xin hứa bên em trọn đời. Tơ hồng đang tên chúng ta, cao cầu đưa duyên cất qua, vậy là từ đây tụi mình về chung một nhà. Cũng biết bao chàng thương mình, thôi thì lửa gần rơm, kiểu gì lâu ngày nó cũng bén. Thật thà là được chứ không kén, chứ em cũng rén. Tuổi đôi mươi đã yêu bao giờ đâu ní ơi. Anh phải về nhà em hỏi bà má, có một đứa con gái nên phải ra giá. Xính lễ bàn tiệc thân của hormone, phải thật đầy đủ không có rã giá. Nếu sau này anh có giàu sang hay là nghèo rớt mong tôi, em vẫn gọi chồng ơi. Nếu mà mình thương nhau thật lòng người ơi, mâm chầu buồn cao sẽ dây tơ hồng thành đôi. Cho dù ngày sau đời còn nhiều đổi thay, lòng này nguyện không nói
lời xin hứa bên em trọn đời. Tơ hồng đang tên chúng ta cao trào đưa duyên có qua, vậy là từ đây tụi mình về chung một nhà. Mình thừa ba má tính cái chuyện châu cao, một lòng son sắc nguyện trọn đời mình bên nhau. Em xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trắng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bao phong ba chẳng lo ta sát giấy kề, thật tha chắc phát động tình chàng trai quê. Còn gì mà tin em ơi thôi lên kiều hóa với anh, đời này được có bao lâu yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia ông bà ta sẽ vui, hiệp hồng ngày cưới trao tài ta sẽ sống nhau mình ơi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát yên bình, quê hương em còn hoa thơm ngát hương tình. Xe ta duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà về Vinh. Em xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trắng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bao phong ba chẳng lo ta sát giấy kề, thật tha chắc phát động tình chàng trai quê. Còn gì mà tin em ơi thôi lên kiều hóa với anh, đời này được có bao lâu yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia ông bà ta sẽ vui, hiệp hồng ngày cưới trao tài ta sẽ sống nhau mình ơi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát yên bình, quê hương em còn hoa thơm ngát hương tình. Xe ta duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà về Vinh. Còn gì mà tin em ơi thôi lên kiều hoa với anh, đời này được có bao lâu yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia ông bà ta sẽ vui, hiệp hồng ngày cưới trao tài ta sẽ sống nhau mình ơi. Cưới, còn không yêu á cũng cưới luôn. Anh yêu những lời anh nói chứ không có
chuyện mà anh đây hứa xuống. Em ơi duyên đã sắp đặt, chỉ tôi kết chặt chúng mình một đôi. Đợi em bao lâu cũng được, nhưng mà tốt nhất là mình chốt liền thôi. Nói đi nói tới nói lui, cái mà nói chung là anh muốn cưới. Đợi ông bác tám xóm trên đi xuống măng xuôi bác hai xóm dưới. Anh biết là ở trong xóm người ta hay gọi em là hoa khôi. Cần tìm một người tương xứng anh ở trước mắt chứ đâu mà xa xôi. Trúng xinh trúng mộc đầu đình, em xin em thấy chúng mình xứng đôi. Nhịp cầu tre lắc léo gặp tiền, chờ anh đi tới em tỏ tình được không? Về bên nhau mấy nhịp cầu tre, con đường quê khói hai làn xe. Tin em hơi tồi nhưng tôi cô gái quê đôi mươi đẹp xinh nhưng chưa chồng, ngày đêm mong con
hòn mặt biển lỡ làng anh có theo. Là em cô gái quê đôi môi đẹp xinh hai má ửng hồng, hỏi anh thương bé không sao anh mãi lòng vòng. Họ nhà trai vừa xin phép trực tập họ nhà gái để dán tập điểm hồng về gương, ấn định giờ cận đại của hai gia đình, giờ họp cận của cô dâu cùng với chú rể. Cho phép tôi sự thay lời cho họ nhà gái sẽ được chấp nhận nghi thức trình lễ gián điện của họ nhà trai. Qua sự tìm hiểu của hai cháu là một sự nhất trí của hai gia đình và thanh niên là cô Nguyễn Thị Hằng Vân là gia đình của chú Trương Danh Chiết và cô Trương Linh. Hôm nay là mọi nhà ta đến để đem quà đến để thành hôn cho hai cháu. Thì trong đó chúng tôi có thể nhớ là 6 mâm và trong đó là những mâm có tay ông bà. Hôm nay chúng tôi sự trân trọng cảm ơn đại diện Hòa Nhà Trai đã trình diễn các quà xính lệ đến với chúng tôi trong buổi đón dâu sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa cho phép tôi sự thay lời cho Hòa Nhà Gái trân trọng và chấp nhận các quà xính lệ của Hòa Nhà Trai. Xin trân trọng và kính mời anh Xuân Trai cùng với anh Xuân Gái chúng ta bước lên phía bên trên vị trí vinh dự tại bàn tộc để thực hiện nghi thức chào nhận phần xính lệ. Và hiện tại thì hai không gian đang trao những các quà lấy cái mâm khác này cậu lấy thêm mâm. Món quà đầu tiên đó là mâm trầu, xin lỗi, đó là mâm trà. Món thứ hai đó là mâm rượu, bởi người ta thường nấu gần đây miếng rượu chín năm ngày để cưới cho miếng trà chứng tỏ buổi thành hôn. Chúng ta là cưng để giúp cho họ người gái và đó giúp cho họ người gái và đó người đó ta không ra kéo. Trong đó có 50 triệu đồng tiền không được. 24 để cho cháu phong nữ trang để trang trí cho cô dâu đẹp hơn, lộng lẫy hơn và là một nền tảng phát triển kinh tế gia đình. Trao phần tiền hỗ trợ cho họ nhà gái trong hai lễ, lễ đại đăng pha, lễ tiểu đăng pha, dành để tiếp đãi bà con thân tộc và tất cả quý vị khách có mặt trong ngày vui trọng đại. Và buổi sáng ngày hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2024 là ngày trọng đại của họ nhà trai cùng với họ nhà gái chúng tôi, là do họ cận đặc biệt hạnh phúc dành cho cô dâu của chú rể. Và đến ngày này chúng tôi xin trân trọng và kính mời ông bà là nữ chủ hôn của họ nhà gái của chúng tôi, đó chính là quý ông Trương Văn Chiết và quý bà Trương Thị Linh là phụ thân phụ mẫu của cô dâu, đồng thời đó chính là người sẽ dâng những nén hương quý báu lên bàn thờ gia tiên. Không bỏ giờ trọng đại của hai con đã đến. Tất cả chúng ta cứ ngỡ rằng hình ảnh những nén hương đó là những vật vô chi vô giá, nhưng các bạn thập hương để cúng lại ông bà và cầu cho gia đạo vẹn bề bình an, cầu cho giao thảo rễ hiền, vợ chồng son sắt mặt nồng bên nhau. Và xin mời ông bà hãy nguyện hương lên bàn thờ cụ Nguyễn Thất Cầu. Sau khi mà gia đình của chúng tôi đã nguyện hương xong, cho phép em cháu sẽ được trưng cầu ý kiến hai thân tộc. Có những nơi tùy theo phong tục tập quán dùng liền cặp đèn long phục, người ta sẽ cho anh xuân trai cùng với anh xuân gái lên đôi đèn. Và được sự thống nhất của trưởng tộc hai họ, cho phép tôi xin mời anh xuân trai, mời anh xuân gái hãy nhận cặp đèn long phục để dâng lên bàn thờ gia tiên. Mình đốt từ từ thôi, thằng cho nó cháy tới sáp an toàn đi. Nhiều khi có những cái tiệm đèn nó bị lỗi, bị nước á. Đốt tới sáp thật, thật kìa. Rồi, thật nha. Rồi, thật những cái để giữa giữa đi. Chờ tiếp rồi. Thành cái buồn này, cái buồn này. Kìa, bảo đảm chạy đá bóng của ông sao, vừa hăng xuống bên tay thế. Chờ đợi chi nữa xa xôi, mùa bội thu cũng qua thôi. Em như lúa chín trên đồng ngài vào lòng anh là em cô.
này quý vị kính mến, và người ta nói rằng là trao hoa là trao cả tình đời, mà tình trong nghĩa vợ thì chọn đời không phai, hoa đẹp nhất là đỏ hoa hồng, mà tình chồng nghĩa vợ thì mặn nồng bên nhau. Trên tay của chú rể Thanh Bình đang sở hữu một đỗ hoa hồng, xin mời chú rể hãy trao đỗ hoa lại cho cô dâu Nguyễn Trân. Rồi nhìn phía chú chụp hình luôn nè. Và sau khi mà chú rể đã trao đỗ hoa tình yêu hạnh phúc nhất của mình cho cô dâu, xin mời chú rể hãy nhận chiếc hoa tươi thắm và trong trắng mãnh liệt để cài lên ngực áo của cô dâu nơi con tim đang ngựa chịu. Em theo anh về đây để ta dựng xây ngôi nhà nó ấm, tôi mơ ước khi sang giàu chỉ mong đời ta luôn có nhau. Như bài tiền địa mình chứng cho lòng anh sơ mãi chung tình, như bãi cao đường phù thấy ok anh đưa em về dinh. Chờ ngày cây lúa đơm bông trình vàng, nhờ người mai mối anh qua đón nàng. Giờ lang thang tốt chân bước sang thăm, mong chầu buồn cao hẹn ước trăm năm. Em ơi em có chi đâu mà lo, mưa hay nắng anh che giùm cho, bao sương gió anh đâu ngày khó, trao em một trái tim yêu thiệt to. Mai này thế gian thay đổi nhưng lòng riêng mình em thôi, thương em bên em đến hết cuộc đời. Em theo anh về đây đưa ta dừng xây ngôi nhà nó ấm, đâu mơ ước chi sang giàu chỉ mong đời ta luôn có nhau. Việc bay tiền địa mình chứng cho lòng anh sẽ mãi chung tình, vì bãi cao đường phù thế ok anh đưa em về dính. Nhà ta thường nói có cưới vợ là cưới liền tay, chỉ để lâu ngày lỡ ai gánh gánh thập thò lấy mắt hồi nào không hay. Nên là trong năm nay anh quyết mang cao chầu bước đến nhà em, phanh tay gạt đầu tia má và cho đôi trẻ một ngày nên duyên. Em ơi nó bao nhiêu là cho đủ thương em, mong em chắc đêm nay lại không ngủ nữa rồi. Ngồi lướt hình Facebook Instagram, cứ cái kia lên quay chắc mất vài kg. Lại đây nói nhỏ thương anh thì em chẳng việc gì đâu, sẽ thương sẽ chiều em tới bến từ khi còn trẻ cho đến lúc bạc đâu. Em ơi em có chi đâu mà lo, mưa hay nắng anh che giùm cho, bao sương gió anh đâu ngày khó, trao em một trái tim yêu thiệt to. Mai này thế gian thay đổi nhưng lòng riêng mình em thôi, thương em bên em đến hết cuộc đời. Em theo anh về đây đưa ta dừng xây ngôi nhà nó ấm, đâu mơ ước chi sang giàu chỉ mong đời ta luôn có nhau. Việc bay tiền địa mình chứng cho lòng anh sẽ mãi chung tình, vì bãi cao đường phù thế ok anh đưa em về dính. Em theo anh về đây đưa ta dừng xây ngôi nhà nó ấm, đâu mơ ước chi sang giàu chỉ mong đời ta luôn có nhau. Việc bay tiền địa mình chứng cho lòng anh sẽ mãi chung tình. Chúng tôi thì ra xin được cảm nhận cảm ơn mọi nhà trang, mặc dù là đường xá suốt cùng là xa xôi tới từ nơi gì tỉnh Đồng Tháp, vô cùng là cẩn thận quý vị lựa chọn những các quà xính lễ suốt cùng là tuyệt vời và dễ dàng để mang đến với hoạt động của chúng tôi. Những phần tiền suốt cùng và giá trị này chúng tôi dành hết để gửi tặng cho tất cả những tấm chân tình mà ông bà cô bác hai dân tộc dành tặng cho chúng tôi, đó chính là món ăn suốt cùng là bổ dưỡng trong ngày vui trọng đại. Và xin trân trọng cảm ơn cha mẹ hai bên rất là nhiều. Mời hai vị hãy trở về vị trí của mình. Con người của chúng ta từ khi sinh ra lớn lên đến lúc trưởng thành, ai cũng có ông bà tổ tiên, một nền tảng vững chắc để chúng ta sinh sống hạnh phúc, phát triển kinh tế gia đình. Và ngày hôm nay phía trước mặt của cô dâu chú rể là bàn thờ cụ Quyền Thất Tổ. Xin mời cô Vi Hương hãy trang nghiêm tại bàn thờ, tiễn lại cụ Quyền Thất Tổ cho họ nhà họ Trương họ Phan. Ngày hôm nay chúng con là Trương Quyền Trân và Phan Thanh Bình, chúng con được ông bà cha mẹ hai bên chấp nhận chọn ra giờ lành tháng tốt để cho chúng con được nên chồng nên vợ. Và hiện tại hai con đang đứng trước áp của các ngày đang ở phương nam, xin hãy đổi làng mê hương khối của mình trở về đây phù hộ độ trì và chúc phúc cho chúng con được trong năm hạnh phúc. Và xin mời đôi hương chuẩn bị có bố mẹ cúi đầu trước bàn thờ gia đình, biết lễ cúi đầu. Xin chúc cho ông bà được phiêu diêu tự tại. Lễ thứ hai cúi đầu, nguyện đền đáp ơn nghĩa sinh thành. Lễ thứ ba cúi đầu, nguyện sống sáng để gỡ ghen dòng họ. Và lễ thứ tư cúi đầu, chúng con sẽ nguyện sống đầm ấm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Bái lễ xin mời cô dâu chú rể hãy quay lại bàn học.
hai chân một chút cụ thể cho ngoài của cô dâu miền chân. Sau khi mà ông ngoại nhận chút cụ thể của cháu kể, ông ngoại dặn hai cháu thế này là cái gì? Hai cháu à, đạo là con xin chớ ngẩn ngơ, mà thờ cha kính mẹ, vẹn bề hiểu chung, hai bề chung hiểu mẹ cha, thức kia dậy sớm chiến cần cho bạn nào ấm lành, mặt nào có nhau. Tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiểu già ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Ví dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh, anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Thưa tất cả quý vị kính mến, công cha mẹ thì biết sao trả hết, nghĩa sinh thành dĩ tựa trời cao. Và ngày hôm nay là ngày vui trọng đại của con gái cùng với con rể. Cha mẹ không mong muốn gì hơn chỉ cầu mong cho hai con được an lành trong cuộc sống, sức khỏe đầy đủ và luôn luôn được hạnh phúc với mái ấm gia đình, phát triển kinh tế và nấu dậu công đường cho hai dòng họ. Và đấu bộ phận làm con làm cháu, nhất là ngày hôm nay miền Trân và Thanh Bình đã tay trong tay trong cái ước mơ xây dựng hạnh phúc của mình. Và đây cũng là thời gian để cho hai con trả hiếu lớn sinh thành trong ngày vui trọng đại. Xin mời cha mẹ của cô dâu miền Trân hãy bước đến vị trí trọng đại tại bàn học để cho hai con xin rượu hiếu. Giờ đây con lớn con rồi, công lao dưỡng dục có ngàn đời khác nghi. Xin mời cô dâu chú rể, chung thứ nhất con kính dâng lên này, chung thứ hai con kính gửi cha yêu. Chỉ tim tắt ngọn đèn trời mà cầu cho cha mẹ hãy sống đời cũng lấy luôn. Vâng, xin mời cha mẹ hãy uống càng chút rượu nhiễm để chúc phúc cho hai con. Và chúng tôi xin trân trọng long tin thông báo những luyện tập càng ngày hôm nay trong giờ con gái xiết giá du quy. Cha và mẹ của cô dâu Việt Trân có tặng phần quà, đó là của hồi môn của cha mẹ dành tặng cho con gái. Tổng số nữ trang mà cha mẹ gửi tặng đó là
hai lượng vàng 24K. Chúng tôi xin trân trọng kính trình toàn thể quý nữ tộc. Trong đó đã yêu là không từ bỏ, cứ chuyện gì khó thì cứ để anh lo cho nha. Mình ơi, chỉ cần đời này mình luôn có đôi, nếu như em thích anh sao trên trời anh cũng sẽ tìm cách mang xuống cho người không than vãn một lời. Cả cuộc đời này vì em và vì con chúng ta, nguyện đem cả tấm thân anh che chở, và ngày nào cũng giống như là ngày đầu yêu đến khi mình già. Nghĩ trầu là trầu câu chuyện, nghĩ trầu kết nghĩa phu thê, hết rồi ảo tiệm ảo xanh, vì giờ đây em là có anh làm chồng. Một phong tục suốt cùng là trọng đài từ ngàn xứ ông cho ta để lại, dây trầu một nén thân cao, cầu cho con trẻ được trọn đời bên nhau. Phần lễ của họ nhà trai mang đến, còn lại đó chính là mong trầu phù hề, nơi tất cả ước mơ để cả hai thực hiện cuộc sống hôn nhân quyết mạng của mình. Và đến đây xin mời cô cho chú rể hai tận tay mình vợ mong trầu phù hề. Bằng lòng theo anh đi về Vinh, đã bao năm ròng tháng và đêm mong, chờ anh nhờ cha với má sang mừng xuôi, năm nay em quyến sẽ lấy anh làm chồng. Tình tan đồn đàn nhà trai có đứa dâu, tiếng em gật đầu xóm làng cùng nâng ly. Rượu bia ngày vui có sáng chi đâu mà căng, lại đây tới sáng có mệt thì em lo. Thò tay em cùng dâu em đi để chi nghe chi điệu nghe. Rồi hai cái tiếp theo, tự nhiên với cha mẹ chú rể. Hai cái nữa, để xác hơn. Rồi hai cái tiếp theo nè, tự nhiên cho dâu rể nè, tự nhiên cho hai em đó. Chỉ điều game, 8 cái rồi. Rồi bây giờ là đã có cha mẹ song thân hai bên, có cô dâu chú rể, bây giờ ra cho anh hỏi dâu rể mình muốn sanh bao nhiêu đứa con. Hai đứa hay bốn đứa? Nếu hai đứa thì lấy hai con, còn bốn đứa thì lấy bốn bông. Sao mấy đứa? Hai đứa lấy hai bông. Cũng quan trọng mà, mà hỏi kỹ mới được. Chia điều ra, chia điều ra nè, chia điều tám con ra. Rồi, rồi cô dâu cầm cái gì đó ha? Chú rể bỏ nguyên đường cao. Cao. Nguyên đường cao. Hết con cao luôn. Rồi để mình diễn nè. Rồi đứng chụp hình luôn nè. Máy nè. Chơi hay quá. Để tôi dính con cao nè. Đúng chưa? Rồi cái hai cùng bỏ nè. Bỏ cái hai cùng bỏ. Và xin mời cô dâu chú rể hãy thực hiện nghi thức phù thề và bái. Nói chuyện nha. Cúi đầu. Cũng chén luôn.
Và xin mời cô Thiên Hương từ từ dân minh chồng phu thê của mình lên bàn thờ gia tiên. Chúng tôi xin trân trọng và kính mời cha và mẹ của cô dâu hãy đứng cạnh con gái và con rể của mình để nhận mâm chầu hiếu của hai con. Cầu mong cha mẹ được bồi trào sức khỏe, an lành trong cuộc sống để con gái an tâm mà xứng giả theo chồng. Rồi cha mẹ nhận luôn. Rồi cô dâu cặn hai lên nè. Ông kính thưa quý vị tập kính mến, mong cầu hiếu mà cô dâu chú rể vừa trao tận tay lại cho đến sinh thần của mình cũng đã khép lại nghi thức trọng đại, nghi thức làm lễ thành hôn dành cho cô dâu Quyền Trân sẽ đi cùng với chú rể Thanh Bình được diễn ra tại thương gia và tập họ nhà gái của chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn sự chuẩn bị vô cùng là chú đáo đầy đủ về lễ hòa nhẹ của họ nhà trai đã cùng với chúng tôi trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn được dồi dào sức khỏe, an lành trong cuộc sống. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị hãy dành cho cô dâu Nguyễn Trân và gửi tặng cho chú rể Thanh Bình một tràng vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị nhiều và những lời cuối cùng của nghi thức của lễ đón dâu sáng ngày hôm nay đó chính là nghi thức nhận chiếc khơi dầu trình lễ phái đường để đón cô dâu Quyền Trân. Chúng tôi xin nhường lời lại cho vị đại diện họ nhà trai. Vâng, xin mời. Với ông mọi người đó, tôi sẽ thường là chúng tôi kiếm cái đoạn lễ. Đi xuống đi lại chứ không phải đi. Nè, chỗ này nè. Lấy gì ra không? Nhưng mà người cháu nó xa khu đó là tôi không thể kiếm cái lễ thoải mái. Thì là quý vị là cùng lại với người ta để cách dễ cho tôi cũng xin thay mặt cho họ nhà gái trước nhất trân trọng kính mời quý họ nhà trai nhấn chút thời gian cùng chúng tôi dự một buổi tiệc. Sau đó thì gia đình chúng tôi cũng thống nhất theo lời của họ nhà trai chế cái lễ thoải mái vì xa xôi quá vậy là không nhất hết rồi tất cả xin bà con mình vui vẻ. Dạ đò em ngó lơ, đợi anh đã hết mấy mùa trăng, xe qua mau đón rước em về mình ơi. Hò tay em nhất cái cọng ngò, thương anh mà đứng ruộng. Dạ đò em ngó lơ, đợi anh đã hết mấy mùa trăng, xe qua mau đón rước em về. Kiếp khôi cứ hớp mình, chuyện kia từ từ tính xa.
cô bà chú hãy gặp mặt anh là hỏi khi nào thì mày mới rước dâu mới 30 còn tụi ăn tụi chơi mà đâu dám tính tới chuyện gia đình mà xui ghê anh lại dính với em tính ra duyên của hai đứa hỏi hàng theo anh lên xe cùng nhau mình đi ra mắt với họ hàng tích tích tình tan không khí hôm nay rộn ràng thêm giác con dâu về nên sớm trên sớm dưới ai nấy cũng vui mừng còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi mọi thứ cứ để tao ra duyên tao mang theo trầu cao rất con dâu ngoan về nhà thiệp mời đã xong quyết định làm đám cưới thôi họ hàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn lòng thì nồng nao đón chờ ngày qua rước dâu không vì một mai chúng mình sẽ là của nhau một hai ba dâu vui bia đi bạn ơi lớn bia đi bạn ơi cười ngớp môi lại nhìn ngồi yên ở đây có tao nhìn thấy tao lo cho tụi bay chơi hết đêm nay rồi về hôm nay ngồi đây hứa với cha mẹ xây dựng mai ấm con cháu sum lo mừng ăn nghĩ đến tương lai hết ngày hôm nay con xin khép lại một hai ba vô vui bia đi bạn ơi lớn bia đi bạn ơi cứ nhấp môi lại ngồi yên ở đây cho tao nhìn thấy tao lo cho tụi bay chơi hết đêm nay rồi về tích tình tan con khí hôm nay rồi về thêm dắt con dâu về nơi sớm chơi sớm với ai nấy cũng vui mừng còn cha đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi mỗi khi cứ đến tao ra duyên tao mang theo cầu cao rất con dâu ngoan về nhà quay về nơi mến yêu gặp anh trót mang si tình một chàng trai quê dễ thương làm em xuyên sao đêm ngày sau 10 năm cuộc đời ngại chi dù gian lao nhưng đến bên nhau giờ em đã thương anh rồi em gái quê thật thà chịu thương chịu khó bên anh dẫu sao cũng chẳng rời xa